Lời đầu tiên cho phép con Kim Cát xin được gửi tới các cụ, các ông, các bà, các cô bác, anh chị em cùng toàn thể các thành viên của gia tộc họ Nguyễn Văn lời kính chúc sức khỏe với lời chào trân trọng nhất. Chúc cho chương trình văn nghệ của đại gia đình ta hôm nay thành công rực rỡ. Chúc cho dòng họ Nguyễn Văn ngày một hưng thịnh và phát triển. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cổ nhân có câu: chữ hiếu đứng ở hàng đầu, hiếu với đất trời, hiếu với tổ tiên, ơn đất nước từng ngọn rau tấc đất, hiếu đạo vẹn tròn phúc ấm tổ tiên. Cây có gốc mới nảy cành xanh lá, nước có nguồn mới biển cả sông sâu, con người ta xuất phát từ đâu, có tiên tổ mai sau mới có mình. Và có một câu nữa rằng: muốn cho con cháu vượng tài, tổ tiên không kính thì lấy ai phù trì, phải không ạ? Dạ vâng, và là một người con của dòng tộc, ngày hôm nay con vô cùng may mắn và có nhân duyên được biết đến Trí Tuệ. Trí Tuệ chỉ cho con biết đến nét văn hóa hiếu lễ nghĩa là một trong 6 nét văn hóa vô cùng quan trọng của mỗi con người. Trí Tuệ còn chỉ cho con biết gia tiên tiền tổ chính là một trong 5 điểm tựa vô cùng quan trọng của mỗi con người. Chúng ta cần biết báo ơn, báo hiếu cho điểm tựa gia tiên tiền tổ, sống có tâm đức để làm rạng danh dòng họ, nhằm kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp ấy. Ban tổ chức dòng họ Nguyễn Văn đã họp bàn, thống nhất và long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm ngày thành lập nhà thờ họ Nguyễn Văn, cũng là ngày giỗ của cụ tổ đời đầu của dòng họ ta, cụ Tự Phúc Tính. Ngày hôm nay, trong một buổi tối mùa thu rất đẹp, rất nhiều những người con, người cháu của dòng tộc từ mọi miền của Tổ quốc đều đã hội tụ về đây, tìm về cội nguồn của mình để cùng thắp nén hương tâm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đến gia tiên tiền tổ dòng họ Nguyễn Văn đã luôn phù hộ, độ trì, dẫn đường chỉ lối cho con cháu, vun bồi phúc đức để dòng họ ta ngày được lớn mạnh, phát triển như ngày hôm nay. Và một tràng vỗ tay thật lớn để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đến. Hôm nay con rất vui mừng và vinh dự được ban tổ chức phân công làm MC để kết nối chương trình văn nghệ buổi tối ngày hôm nay ạ. Và điều đặc biệt của chương trình ngày hôm nay đó là những ca sĩ, diễn viên chính là những người con, người cháu của gia tộc họ Nguyễn Văn tự biên đạo, tự công phu tập luyện trong suốt một tháng qua để ngày hôm nay có những tiết mục hay nhất để dành tặng đại gia đình chúng ta đó ạ. Và một tràng vỗ tay thật lớn để dành tặng cho tất cả những ca sĩ, diễn viên của đại gia tộc Nguyễn Văn. Xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà cùng thưởng thức và đón xem. Vâng, và một tràng vỗ tay thật lớn nữa để chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, bao giờ cũng vậy, vào đầu mỗi canh hát, người quan họ không thể quên được tục mời nước, mời trầu. Mấy khi khách đến chơi nhà, đốt than quạt nước pha trà, mời người xơi. Trà này quý lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho chúng em vui lòng. Bài hát Khách đến chơi nhà lời mới, sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh, do tốc ca nam nữ thể hiện, sẽ mở đầu cho chương trình văn nghệ hôm nay. Xin mời đại gia đình ta cùng thưởng thức và đón xem. Thank you.
mời hát xuống chén trà mời nhau. Mời anh say một miếng trầu, dỗ dằn vẫn biết qua cầu gió bay. Giá em đừng hát hay, giá em đừng lền lã, giá bức trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát, giá cười quang đừng hát thì dỗi hơi nói lại phải lòng. Để ngày này ta ngó vào chồng. Chương trình là tiết mục múa Những cô gái trên quê hương Quan Họ, sáng tác của nhạc sĩ Đức Phương, sẽ cho chúng ta thấy một bức tranh đầy màu sắc và vô cùng sống động về những cô gái trên quê hương Quan Họ với đầy đủ khí chất của người phụ nữ Việt Nam, đảm đang, duyên dáng nhưng vẫn kiên cường bất khuất trong thời chiến. Ca sĩ Hương Mơ cùng 6 cô con gái của cụ Cẩn múa phụ họa. Xin mời toàn thể gia đình, đại gia đình ta cùng thưởng thức và đón xem.
Dạ vâng, và để tiếp theo chương trình, xin mời toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng đại gia đình ta đến với tiết mục hát múa quê hương, biên đạo Hương Quỳnh, biểu diễn ca sĩ Tấn Tài cùng tốp múa của dòng họ thể hiện. Xin mời đại gia đình cùng thưởng thức và đón xem. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về gặp tương vạn bay. Quê hương là cái diều biếc tuổi thơ con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ
viên trong dân tộc họ Nguyễn Văn. Vâng, cùng với sự tiến nhanh tiến mạnh của đất nước Việt Nam ta, nhạc sĩ, nhà sáng tác Trần Đức Đông đã sáng tác lên ca khúc Một Vòng Việt Nam để ca ngợi đất nước ta, quê hương ta đã vươn mình để tiến lên, sánh vai với các cường quốc Lâm Châu. Dạ vâng, để mời các cụ và toàn thể gia tộc ta cùng nghe câu hát Một Vòng Việt Nam ạ. Nhung thân tre bao ký ức xót xa hồi mẹ, ai đã du ngủ những dòng sông cùng người ma chạy về hướng đông, còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát du của mẹ, còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lời khói dày xeo tháng năm, người Việt Nam ra đâu mang tên bao thơm phật khuất như cánh sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển nổi chín vàng thơm ngát trời, vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi. Dậy với tôi Lào, tạo với tôi Lào, tạo đắp một vòng Việt Nam, nhìn non sông trời vang đất vang, cùng với tôi Lào, dạo với tôi Lào, dạo khắp một vòng Việt Nam, cầm huyền quy huyền chi bất ai Việt Nam. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lời khói rơi xeo tháng năm, người Việt Nam ra lâu mát đen thao thơm phật khuất như cánh sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển đôi chim vàng thơm ngát trời, vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi. Dậy với tôi Lào, rào với tôi Lào, rào khắp một vòng Việt Nam, nhìn non sông trời vang đất vang, cùng với tôi Lào, rào với tôi Lào, rào khắp một vòng Việt Nam, cầm huyền quy huyền chi bất lao Việt Nam. Dậy với tôi Lào, rào với tôi Lào, rào khắp một vòng Việt Nam, nhìn non sông trời vang đất vang, cùng với tôi Lào, rào với tôi Lào, rào khắp một vòng Việt Nam, cầm huyền quy huyền chưa biết đâu Việt Nam. Rào với tôi Lào, rào với tôi Lào, rào khắp một vòng Việt Nam, nhìn non sông trời vang đất vang, cùng với tôi Lào, rào với tôi Lào, rào khắp một vòng Việt Nam, cầm huyền quy huyền chi biết đâu Việt Nam, cầm huyền quy huyền chưa biết đâu Việt Nam. Và
Và tiếp theo chương trình ngay sau đây, con xin mời các cụ, các ông, các bà cùng đến với những cô gái rất xinh đẹp và duyên dáng, con cháu cụ Duyệt, với ca khúc Về Quê, sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà cùng thưởng thức và đón xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ai biết được sông Lam rằng là trong là đục thì biết sống cuộc đời rằng là nhục là vinh. Thuyền em lên thác xuống gành, nước non là nghĩa là tình ai ơi. Mây chiều bạn làng soi bóng lưa, một chiếc thuyền Lam vội vã trở về. Sông Lam một dài xanh như ngọc, vời vời mắt ai buồn tai tê. Xa xa mây phủ lon hồng lê, đá vàng hoa cài lờ bên sông. Câu hát dân thương vương sóng lương, đò đầy đò phải sang sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành lối, dần hơn chỉ giữa bên sông buồn. Anh lo ngò lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải lỡ. Em xuống bên đó em về đến lỡ, nước mắt nhạt nhòa theo mài theo mùa. Từ đồ chia tay anh thiếu bạn muôn phương, lấy trở về quê đôi mắt bên rồi. Nghe câu vì dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Sông Lam xanh biển đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang Nam. Sông Lam bên lờ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Chiều bần làng soi bóng lưa, một chiếc thuyền Lam vội vã trở về. Sông Lam một dài xanh như ngọc, vời vợi mắt ai buồn tai tê. Xa xa mây phủ lon hồng lê, đá vàng hoa đây đó phải sang sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành ngó, dần hơn chỉ giữa bên sông buồn. Anh lo ngò lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải bên đó em về bên đó. Nước mắt nhạt nhòa theo mài treo buông, từ đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò ngang bên rồi. Nghe câu vì dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Sông Lam trôi. Sông Lam xanh biếc đôi bờ, mà anh
Thắm với
yêu.